Chờ chút nha. Rồi. Rồi, hôm nay em ta học phần đối lập của các cực khổ đến góc tập đến ngọn phần Châu Lộc Tăng Luân phải không? Dạ. Ủa, đi góc đi ngọn là đây là câu phần đối lập Châu Lộc Tăng Luân. Rồi vẫn xuôi đi khổ à, phi khổ đế phải chăng? Phi khổ đế là phi khổ đế phải chăng? Câu này ta đã tập chưa? Phi khổ rồi. Rồi, tức là trong trong phần đây là nằm phần đối lập của Câu Lộc. Phải không? Dạ. Phần đối lập của Câu Lộc phần khổ đế sông. Dạ. Nhớ Phi giờ cái khổ gì là nào? phi khổ đế. Dạ. Rồi, khi nào còn nhớ trả lời câu này không? Dạ em trả lời chứ. Dạ. Công nhận đó là à, cô mở là bốn đế cộng ngoại đế hay là ba đế và ngoại đế và khổ đế. Khổ đế có 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở trừ tâm sở tham, 28 sắc quyền và hai khổ. Thì trả lời là ngoại trừ khổ thân khổ tâm thì các pháp còn lại là khổ đế, nhưng không phải là ngoại trừ khổ thân khổ tâm các pháp còn lại là không phải khổ nhưng là khổ đế. Ngoại trừ khổ và khổ đế thì những pháp còn lại là phi khổ và phi khổ đế ạ. Rồi. Ngoài cái gì khác mà chúng ta nghe nghe người ta thấy có nắm nắm rõ không? Có cần giảng lại lần nữa Dạ rõ rồi chứ. rõ hả? Đó là cái này chúng ta về người ta học chúng ta coi lại mà cái nào chưa rõ thì có đề nghị giảng lại. Cái phần đầu này chỉ có mấy câu nó khó thôi. Nếu mà chúng ta thấy mà không không có gì thì chúng ta sẽ cho qua. Đây Dạ trả chào lời bạn. ơi Mình ghi câu mở cô hỏi đi anh để cho những người đây. ở ngoài họ dễ học được ạ. À, câu mở đây là phi khổ. Phi khổ thì chi pháp là gì? Là bốn đế Bốn đế cộng ngoại đế. ngoại đế từ khổ. Đúng chưa? Đã. Bốn đế cộng ngoại đế trừ khổ. Thì bằng ba Tức đế là đâu có cộng ngoại bốn đế. đế. Bốn đế luôn. Là ba đế cũng phải tách ra ba đế. Cộng ngoại đế. Cộng khổ đế tức là 81 tâm hiệp thế. 51 sở hữu. Sở hữu tham. 28 sắc quyền. Trừ khổ. Đúng chưa? Dạ. Là trừ khổ đây. Thưa chú, cái câu hỏi câu mở là phi khổ, là phi khổ chứ không phải phi khổ đế, nên mình chỉ trừ có cái ba sở hữu thọ thôi. Đây À thì đúng rồi. trừ khổ thôi. Dạ Cũng dạ trừ khổ thôi. dạ Nha. dạ nhưng mà Thì cái đừng còn đó thôi. hai cái phi quyền đó anh, ở trong cái Hả? ngoại đế đó. 28 sắc quyền còn ngoại đế có sắc chi quyền trong đó rồi. Ngoại đế là 29 tâm đạo, 37 tâm tâm quả, Dạ hai dạ chi quyền với chế định. dạ dạ Ta nhớ nha, ngoại đế là gồm có bốn cái, bốn phần nha. Đây tức là đầy ba đế cộng ngoại đế 81 tâm hiệp thế cộng 51 sở hữu.
sở tham, hai mươi tám sắc quyền trừ ba sở thọ, đúng chưa? Nó Dạ giống như đúng. pháp rồi, nó vậy. Còn câu câu hỏi là phi khổ đế thì cũng là tính là bằng bốn đế ngoại đế trừ cho khổ đế, đúng không? Phi khổ đế tức là trừ cái khổ đế, Dạ, ba đế cộng ngoài đi. tức là bằng ba đế còn lại, tức là trừ khổ đế ra đây, trong đây trừ khổ đế cộng ngoại đế, đúng chưa? Như Dạ. vậy câu mở câu hỏi mình có hai phần này trùng nhau, đúng chưa? Đó là công nhận, phải không? Dạ. Câu Dạ. vác chính là này, là câu vác. Bác ngồi đấy. Đó, bác thì là mình bác cái phần là khổ đế trừ khổ, Dạ. đúng không? Mình bác cái phần là khổ đế trừ khổ, đó phần đó phần bác, thành ra mình mới trả lời là ngoại trừ ngoại trừ ngoại trừ khổ thân khổ tâm, tức là khổ đó, ngoại trừ khổ thân khổ tâm, các pháp còn lại Là phi khổ. là phi khổ, tức là không phải là khổ, tức là bỏ khổ ra rồi thế nào phải là phi khổ, đúng không? Là và là Nhưng khổ, mà nhưng là là khổ khổ đế, đế, khổ là đế. tại vì nó vẫn vẫn còn 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu, sở tham, 28 sắc quyền trừ 3 sở hữu thọ, nó còn nguyên cái đám đó, vẫn là mình vẫn gọi đó là khổ đế, Dạ. đúng chưa? Rồi, Đó. ngoại khổ và khổ Rồi đế. rồi rồi ngoại trừ khổ và khổ đế ra, cái phần mà khổ đế mình cứ trừ khổ đế, tức là gọi là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở hữu tham, mà trừ khổ đó, phần khổ đế còn lại đó, ngoại trừ khổ và khổ đế ra các pháp còn lại thì vẫn là phi khổ, nó vẫn Cũng còn phi phải khổ cũng khổ phải, đế cũng mà là phi khổ đế cũng cũng phải, được chưa? đã được. Rồi trả lời nha, ở đây ta dùng cái phi khổ để cho nó giống như câu vấn thôi, còn trong sách thì dùng là không gọi là khổ tức là phi khổ đó, không gọi là khổ đế tức là phi khổ đế đó nha. Yeah. Trả lời ngoại trừ khổ thân khổ tâm ra, các pháp còn lại là phi khổ, là phi khổ nhưng là khổ đế. Vì tất cả trong đây là ba đế, ngoại đế, 81 tâm hiệp thế, 51 sở tham, 28 sắc quyền, mà trừ khổ ra thì vẫn còn 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu, 28 sắc quyền, trừ khổ, đó là vẫn là khổ đế. Cho nên tôi cũng là nhưng là khổ đế nha. Ngoài ngoại trừ khổ và khổ đế ra, các pháp còn lại là phi khổ phải, và phi khổ đế phải, tại vì trừ khổ khổ đế ra thì trên đây chỉ còn là ba đế cộng ngoại đế, mà ba đế cộng ngoại đế chính là phi khổ cũng đúng, mà là phi khổ đế cũng cũng đúng. Bây giờ em rõ chưa? Tức là trừ khổ khổ đế ra chúng ta sẽ còn lại là ba đế cộng ngoại đế, ba đế cộng ngoại đế tức là hai cái phần giống nhau của câu mở và câu hỏi, phải nói là phần nhận. Thật ra nó thuộc về ba đế cộng ngoại đế là cũng là phi khổ cũng phải, mà là phi khổ đế cũng cũng phải nha. Rồi chi pháp
Y pháp vâng câu bác là phần nào? tám mối tam hiệp thế à. Rồi, tám mốt Tám tâm hiệp thế, một sợ mốt tâm sở, từ sở tham, tam sắc quyền tam tam sắc sắc quyền, từ quyền ba sở thọ, dạ. không? Và phần nhẫn là ba đế, Ba đế cộng có ngoại đế. là trừ khổ đế, ngoại đế. Rồi với chi pháp, với chi pháp không, những cái này ba đế còn lại ngoại đế, thế là cái gì Tập đế đạo đế diệt đế à? phụ Đây là tha. tập tập đế, đạo đế, diệt đế và ngoại đế. Nhưng cái này thì biết rồi, ngoại đế là, ngoại đế là nhớ nha, ngoại đế là gì, mở ngoặc đây là gì, 29 29 tâm, đế 29 tam tâm đạo, đạo tam bảy quả 37 tâm quả, y 37 quyền tâm chế quả, định hai hai sắc sắc khi y nhìn quyền, chế định định. Đây, đó là ngoại đế, gồm có bốn phần nha. Hôm nay bắt đầu quen quen mấy mấy cái chi pháp này rồi thì không đỡ rồi, không gì hết. Là câu vấn xuôi, là câu vấn ngược, vấn ngược là phi đế đế và phi tập đế. là phi tập đế phải chăng? Phải rồi. Đây, ta phân tích nha. Câu mở đi đế Phi đế thì chỉ tức còn là là gì? Còn gì? là còn có ngoại đế à? Còn Vô ngoại chỗ xử đế lý, vô chỗ xử lý. tức là bốn đế, còn ngoại đế trừ chữ gì? Trừ bốn đế Từ bốn đế còn có ngoại đế à? à, còn ngoại đế đế mà không phải là đế, thì mà đế thì có bốn, bốn đế cho nên phải trừ trừ bốn đế ra thì còn ngoại, ngoại đế. Là câu mở. Còn câu hỏi là Phi tập phi đế. tập đế, Bốn đế, bốn ngoại đế đế. cộng ngoại đế trừ tập đế, nó còn là ba đế còn lại, tập đế cộng ngoại đế. Là câu Được hỏi lớn chưa? hả? Dạ. À, câu hỏi lớn, câu mở mà chỉ giờ trùng nhau có phần ngoại đế thôi Vậy là hậu vấn phải rồi. à, phải rồi, Đáp đồng. tập Đồng đồng, tập em đồng tại phải rồi, đồng là giống nhau đó, là tức là chi pháp, là chi pháp là ngoại đế, mở ngoặc 29 tâm đạo, 37 tâm quả, hai sắc phi quyền, đế định. Nếu phần này thì nó chỉ có phần mấy phần câu lọc đầu thì nó đáp cho nó cũng hơi khó khăn, chứ mấy phần này thì nó tương đối nó đơn giản, cái gì có thể mà học nhanh được, tại vì nó lặp đi lặp lại thôi, giống 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 nhau thôi, giống gì hết. Rồi, bây giờ cần có hỏi gì không? dạ thưa không Rồi, chúng ta sẽ qua phần khổ đế gốc, diệt đế ngọn. Nè Thuận Tùng, vẫn xuôi,
là khổ đế phải chăng? Này đáp làm sao? Ấy rồi. Đấy rồi. Vậy rồi, vậy rồi nha. Chi pháp là khổ thân khổ tâm. Hay là ba sở thọ. Ba sở thọ trong hai tâm sân và tâm thân thức thọ, thọ khổ nha. Rồi. Vấn ngược. Đế Đấy là là gì? diệt đế phải chăng? Rồi câu này ai trả lời? Giống giống phải không gì hết. Mời chị Diệu Thiện đi. Anh viết chi pháp ra luôn đi anh. Viết cái câu mở, câu dấu mở. À, giúp câu, à, câu mở nè. Đế là bốn đế, câu hỏi là diệt đế. Ngoại trừ diệt đế thì phần còn lại là đế nhưng không phải diệt đế. Còn diệt đế là đế cũng phải mà diệt đế cũng phải. Rồi đúng rồi nha, trả lời ngoại trừ diệt đế ra các đế còn lại là Ủa đế mà tập đế mà như Chu Minh, tập đế hay diệt đế? Diệt của tập nào ở, rồi. ở trên là khổ tập khổ 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 tức là khổ gốc tập ngọn rồi vậy là Đang khổ say khổ mà. diệt đế ngọn đang xây mà câu lục căn luân mà lấy khổ lấy gốc mà Diệt đế đúng rồi. à, cái đế còn lại là đế nhưng không là diệt đế còn diệt đế là đế cũng phải và diệt là và là diệt đế cũng phải đúng không? Đây chi pháp nè, rồi đây chi pháp câu bác là gì? Là ba đế. Ba đế gồm có là đế nào? Trừ diệt đế ra thì còn khổ, tập, Kéo tập đậu. đạo đế còn có và đây là diệt, đây là diệt đế đúng chưa? Này quen không, quen thuộc không, này quen thuộc quá như nữa hả? Bữa nay dễ hơn mấy bữa đầu Thì, rồi. thì mấy bữa đầu thì có mấy cái bữa đầu nó hơi khó, mấy mấy cái này thì tôi đừng nói nó dễ hơn, nó dễ hơn mấy bữa đầu thôi, tại bữa đầu mới học, thứ nhất mới học, thứ hai là mình chưa nắm chi pháp, bây giờ mình nắm chi pháp rồi thì này thì mình nó dễ hơn, Chí nó phải. gọn hơn. Rồi chúng ta qua phần đối Đối lập lập. của đế gốc đế ngọn Phi khổ là phi khổ đế. đối lập vẫn xuôi phi khổ là phi khổ đế chăng? Câu này lặp lại câu mới vô phải không, tức là phần nào thì ngay cái phần vấn xuôi này là nó sẽ lặp lại cái phần của câu lộc á. Rồi trả lời rồi, ai người Hồng khác Mai. nào người khác trả lời, đổi người khác trả lời đi Hồng Mai cho nó ơi, Hồng quen. Mai trả lời được cho không? Hồng Mai. Con trả Đây lời. trả lời thoải mái đi, rồi rồi không có gì hết, trả lời đi. Phi khổ là phi khổ đế phải chăng? Thì ngoại trừ khổ ra, các pháp còn lại là phi khổ.
nhưng là khổ đế. Ngoại trừ khổ và khổ đế ra, các pháp còn lại là phi khổ cũng phải. Ê, các pháp còn lại không gọi là khổ và cũng không gọi là khổ đế, thì có nghĩa là gọi là phi khổ và cũng là phi khổ đế. Đúng rồi. Đó, chúng ta cứ việc thoải mái mà đáp không có gì hết, tại vì mà mình đáp cho mình quen á, cái lý luận này mình từ từ mà mình làm quen rồi mình cứ việc mình khi mình trả lời, cứ việc trả lời thoải mái không có gì hết nhé. Rồi trả lời. Anh ơi, cứ mở câu hỏi đi anh. Dạ, anh ghi giúp em. Mở phi khổ tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ khổ, tức là bốn đế hay ba đế thôi, ba đế cộng ngoại đế cộng 81 tâm hiệp thế. Mốt sở hữu Ủa mình viết trừ cái khổ đế ra làm tham, gì vậy? để mình thấy cái chỗ nó khác nhau á, Dạ. 28 sắc quyền trừ khổ này, trừ ba sở hữu thọ đi, ba sở hữu thọ mình viết ra rồi mình thấy cái sắc quyền, thấy cái chỗ giống nhau của nó thôi chứ gì hết. À, có Câu ba hỏi đế, đế, dạ. à, câu hỏi là phi khổ đế là bốn đế Đế trừ khổ đế cộng ngoại đế, cộng ngoại ba đế trừ khổ đế, đế à để thấy cái thì bằng hay ba còn đế ba đế cộng cộng ngoại ngoại đế, à, để mình thấy cái phần dư là khổ đế và khổ nè, đây hai phần này nè, ở đây phần là phần bác, đây phần nhận, đây phải thấy phần giống nhau tức là phần nhận, còn phần mình dư ra của câu mở chính là phần bác. Cái gì về cái nguyên lý của nó vậy, tức là hai phần câu mở và câu hỏi giống nhau, phần giống nhau sẽ là phần nhận, và phần câu mở và phần dư ra đó là phần bác. Nhớ rõ cái đầu điều đó để mà khi mình lập ra là mình lấy cái chi pháp câu mở câu hỏi mình so sánh mình sẽ thấy liền cái điều đó nha. Rồi trả lời. ngoại Ngoại trừ trừ khổ ra các khổ. pháp còn lại là phi khổ đúng không, bỏ khổ ra thì các pháp còn lại là phi khổ, là không phải là khổ nữa đúng không, không phải là Nhưng khổ, là thế. nhưng là khổ đế vậy nó còn khổ, còn 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở, 28 sắc quyền trừ ba sở thọ đó, nó còn lại vẫn là khổ đế, Dạ. là gọi khổ, là khổ đế à. Rồi ngoại trừ Khổ mà khổ và khổ đế ra những pháp còn lại các pháp còn lại đúng mà phi khổ đế cũng đúng. là phi khổ cũng phải và phi khổ đế cũng phải. Đúng chưa? Rồi. Chi pháp À. Bồ Tát là 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu trừ tử tham, 28 sắc quyền trừ 3 sở hữu thọ. Sở thọ này có hai tâm thức, tâm thức thọ khổ và hai của tâm sân đó nha, và Dạ. ba đế trừ khổ đế vậy đế. Ủa vậy mình học nhanh quá vậy, cái phần này chắc mau hết lắm à, em thấy học cũng nhanh. Tôi nói là cái phần này cái phần câu lọc là nó khó, tại vì thứ nhất là mình mới vô mình học thì mình chưa nắm vững chữ giờ đó, chữ pháp của câu lọc thì ra nó khó, nhưng mà sau này thì coi mấy mấy phần sau thì nó dễ hơn câu lọc, tại vì thứ nhất là câu lọc nó khó, thứ hai là mình mới học
còn cái này vô mấy cái sau này thì nó dễ hơn công lập, nhưng mà bởi vì mình học quen rồi thì mình thấy mình học là học nhanh hơn, dễ học hơn chứ không có gì hết. Lý do là mình bắt đầu mình quen quen nó rồi thì mình thấy mỗi mình thấy nên thấy nó dễ học. Còn cái kia mình giờ mới vô mình vừa khó mà mình mới vừa mới vô thành ra mình thấy nó khó, khó khăn nhiều nha. Tại chưa thuộc bài. À, chưa thuộc bài rồi và vẫn ngược nha. Đế Nếu vấn xuôi mà là à, chạy đi ngược diệt đế là phải rồi rồi. phi đế là phi diệt đế phải chăng? Câu này là câu mở. Đế tức là bốn đế cộng ngoại đế Trừ 4 đứa. trừ bốn đế, nó còn là ngoại Đấy. ngoại đế phi diệt đế bốn đế cộng Ngoại ngoại đế, đế à, đế cộng ngoại diệt đế. đế thằng ba đế trừ nhật Nghe câu mở đế lớn. Có câu hỏi lớn. câu câu hỏi câu mở trùng nhau có một chữ ngoại đế thôi, câu hỏi lớn hơn câu mở là câu Dạ. này đó Rồi học giống đáp đồng. đồng à, đáp đồng phải Đáp rồi, đồng không biết nó là cái gì. đáp đồng là giống nhau đó, tức câu mở hỏi giống nhau á, nghĩa đáp Dạ đồng. hiểu rồi. Di Đồng mà. pháp là ngoại đế, mở ngoặc 29 tâm đạo, 37 tâm ngoặc giác. Cũng hai sắc phi hay quyền sắc cộng phi quyền, hay sắc phi quyền chế định, ta nhớ mấy cái này chi pháp vậy thôi đó. Ơi Ủa? có gì có đúng không, bắt đầu thấy nó dễ rồi hả, phải không? Gâm 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 Có 20 mà sao đây 29? gì em chín vậy, em chụp gì Em nói nếu mà không có học bài á, là mới vô nhìn thấy ủa tâm đạo có 20 sao đây 29 tâm đạo. sao Nhiều tâm ký quả hiệu tao quá trời luôn. là ký hiệu mà đó nha. Em chín tâm đạo ba bảy tâm quả là phải biết lý do nha, cái này là đã dạy rồi. À, cái này là do cái tâm sở cộng với Rồi một tâm. rồi một tâm rồi, người ta đây có bị đầu còn thắc mắc, có thắc mắc gì không, nó giống giống cái câu mà vấn ngược này, nó giống giống cái kia thôi, chỉ cái kia là thí dụ ở trên là tập đế thì là diệt đế thì trừ diệt đế đó thôi, giống gì hết, trên kia là ba đế còn lại thì trừ tập đế, thì ba đế còn lại này trừ diệt đế, không có gì đâu ha. Rồi ta đi tiếp, cổ đế gốc đạo đế ngọn, vẫn xuôi cổ là cổ đế Alo, cô phải không chăng? được. Đúng rồi. Đẹp phải rồi phải không? Dạ. Cái khổ đế lớn hơn cái khổ. Phải rồi, chi pháp là ba sở hữu cũng thọ, đúng chưa? Là Dạ. cổ tay cổ ta. Tức là câu cái câu mà câu vấn xuôi này chỉ lặp đi lặp lại của Phật câu lộc á, đúng không? Dạ. Dạ, trong lớp mình hiểu hết không ạ? À? Có ai không hiểu thì lên tiếng ạ. Chị Hồng sáng giờ vô không được. Ủa Hồng sao vô kỳ được vậy? rồi đó, Hồng vô được rồi đó. Còn Hồng Mai Mới vô thì hả? Hồng Lan Nhi hiểu không? Hồng Lan Nhi. Chị Lan Nhi mới vô, còn chị Hồng vô chưa được. Chỉ rồi mà sao không biết. Hồi nãy Vô mới số luôn. mới chấp nhận ẹt Hồng vô rồi sao Hồng bị nhảy ra rồi? Ủa gì hả? Mà Hồng mới vô xong rồi ra rồi, Sâm Sâm mới vô rồi ra rồi. Ủa sao vậy? Kỳ vậy? Chứ nó vô không được ta. Dạ.
Em gọi điện báo cái ID đi hả? Có báo hết rồi, Hồng hồi nãy có vô rồi. Đó, bây giờ Hồng vô nữa này, chấp nhận này, chấp nhận lần thứ ba rồi này. Ừ. Alo Hồng ơi, vừa Rồi nãy được rồi chị. nãy giờ cứ thấy Hồng ra vô hoài. Vậy chưa? Không thì không sao, mấy này nó biết cũng nên nào không gì không sao. Thưa chú cho con hỏi cái nguyên lý mà sao mình lấy vòng vòng như vậy á, nó lúc nào cũng phải lấy lại cái khổ đế, khổ là khổ đế phải chăng ha chú, sao tại sao phải Đúng lấy rồi, lại đó vậy mà. cái câu câu đầu câu câu vấn xuôi đó là vì cái khổ làm gốc, khổ đế làm gốc, nó chỉ đổi cái vấn ngược thôi. Vấn ngược thì đi với cái ngọn. Con để ý coi cái phần này, phần cái câu câu vấn xuôi ấy, thì lấy khổ đế làm gốc là khổ là khổ đế, còn cái câu câu đối lập là phi khổ là phi khổ đế. Nhưng mà vô cái câu vấn ngược của cái phần câu lọc á thì mình đã không có dính tập đế, thấy không? Đó là đấy, thì ở đây ở cho đây phần tập phần phần vấn ngược của câu câu lọc văn luân này á, thì nó là nó dính là giờ là đế, đế là tập đế phải chăng, đế là diệt đế phải chăng, câu cái phần này gần đế là đạo đế phải chăng, nó chỉ thay đổi câu câu vấn ngược đó thôi. Cái phần khổ đế này cũng giống như vậy, mà phần tập đế cũng giống vậy, khi tập tập đi qua phần tập đế gốc thì cái câu câu mở của nó và câu vấn xuôi nó vẫn là tập đế phải chăng, cũng như hệt vậy thôi. Mà con thấy ở đây nó đâu có cái nào nó đâu phải là ngược đâu chú, nó cũng là xuôi mà. Thí dụ như cái câu mà khổ đế gốc tập đế ngọn á, thì cái vấn xuôi là khổ đế phải chăng, thì cái vấn ngược là đế là tập đế phải chăng, thì con thấy thì cũng giống như cái tiêu đề chứ đâu có gì ngược lại đâu. Có vấn ngược ở đây đó, mình đó là có vấn ngược, là vấn ngược của câu lọc tăng luân, còn còn cái vấn ngược của cái phần mà giờ câu lọc á, ví dụ là khổ là đế, là khổ đế phải chăng, thì khổ đế là khổ phải chăng, đó là câu câu vấn ngược của phần câu lọc, thấy không? Phần này qua là câu lọc tăng luân thì là khổ đế gốc tập đế ngọn, thì cái vấn xuôi á, thì nói về khổ cái gốc, mà câu vấn ngược á, thì nó nói về câu ngọn cái ngọn, hiểu không? Thành ra là Một lại giống góc giống 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 nhau. Cái này một góc bốn ngọn, tức là khổ đế gốc ấy ba ngọn, một góc thì ba ngọn, cái là tập diệt đạo. Chuyển qua tập làm gốc thì là khổ diệt đạo làm ngọn. Còn diệt làm gốc thì khổ tập đạo làm ngọn, đạo làm gốc thì khổ tập diệt làm ngọn. Nó đi xoay vậy thôi. Nó giống giống nhau, không có gì hết. Thì qua khi vào vào phần mà thuần đế á, thì nó cũng vô phần đầu thuần đế thì nó cũng lúc đó phân tích đầu đế thì lúc đó nó mới nó khác lên chút đó. Chúng ta học cái này em thấy lặp đi lặp lại hoài, mà mình học cho mình học lặp đi lặp lại cho mình dễ nắm, mình hiểu cho rõ thôi chứ không có gì hết nha. Lan Nhi ơi, Lan Nhi hiểu không? Lan Nhi, Hồng Mai. Dạ, không hiểu phần nào thì cứ hỏi nha. Lan Nhi với Hồng Mai nè. Không thấy được cả luôn ơi. Từ Hả? cái bài hai về ba cái chạy ra chị vô á, em đang nhờ chị Hồng á, chị Hồng chụp hình lại cái cách chị viết để em coi, em chép bài lại có gì em hiểu em hỏi, có thể là qua bài em hỏi lại nữa đó chị. Nhưng mà bây giờ em tập nghe chị ơi. Nhưng nghe nó cũng có một cái là đang viết giữa chừng cái chạy ra chạy vô cái nó mất, cái nó qua trang cái làm cho em có ghi chú ở cái cuốn sách á. Dạ, được rồi. Đó, Dạ cứ em ai cảm ơn không chị. hỏi. Dạ. Mình không thấy được bảng nha Nhung. Ủa sao Ủa lại không thấy được bảng? ừ không biết nữa mà chạy ra vô ao rồi ra in vô rồi vẫn thấy cái bảng nhưng mà chữ rất là nhỏ luôn, nó bị Ủa vậy thì mở mở cái bảng lớn lên, cái mở căng ra. căng lên.
tức là nó số Không, số ý là mấy em nói là cái bản anh Minh viết á, em không thấy chuyện nhỏ 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 nhỏ. Hồi nãy á, mới vô thì em thấy rõ, nhưng mà sau rồi cái nó không thấy nữa, nghĩa là nó bị đứng lại. Thì em mới cái ao bản ra. bản em bao nhiêu phần trăm ngó Bản bên em thì lớn luôn, nó rộng hết màn hình, cái computer nó hết không màn hình phải luôn. Nhưng mà tại vì cái bản của anh một thì nó cũng hết luôn, nhưng mà cái chữ nó rất là nhỏ, em không thấy gì hết. có kỳ vậy sao mấy Dạ người kia không, cái phần trăm á, chỉ coi cái phần trăm chứ đừng tăng màn hình phần nữa. trăm Nó có phần trăm, góc cái góc mình bao nhiêu phần trăm ở đâu có em góc không quá cái mũi tên đó, trên cái kính lấp ở trong cái màn hình nó có kính lấp, kế kính ở lấp góc phải dưới á phải dưới dưới á á. Ok. có phần trăm á À, qua ơi nguyên y qua, hả. ví dụ như qua cho Lan hỏi, ví dụ như mình học như vậy đó rồi mình mở trực tiếp ở trên trên TV á, để mình coi cái chữ bự á mở được không, ví dụ như đang học gì nè mình mở trên TV luôn á, mở được không, hay là học xong rồi mới mới coi trên TV được? Không đang học mở Không có tivi mở được trên cái màn hình á, thôi là đâu có mở được, giờ chỉ học gì mở thôi chứ qua nó đâu mở được. À, có nghĩa là sau đó thì mình mới mở TV mình coi được phải không? À, Không, mở chị mở được mà. dạ không ạ, Mở được nhưng mà như roaming cái thử này không á được. là mình thâu qua đám mây với lại qua vô trong máy sau đó thì mới chuyển. Lúc trước thì làm qua OBS thì mình coi trực tiếp song song, còn bây giờ thì thâu qua đám mây không coi trực tiếp được ạ. Dạ dạ Chị em cảm ơi, ơn chị, vậy em biết rồi, tại vì có gì em không ấy, cái em coi trực tiếp trên TV cái chữ nó bự hơn nhiều, coi trực tiếp còn thì chỉ không được có coi thì để coi sao. tại vì nếu Dạ mình học trực tiếp như vậy á thì có những cái khó khăn gì mình hỏi thầy thì thầy trả lời ngay, chứ mình học em học ngồi mình iPad, thao em lại học thì điện nó thoại. không à, thì cứ dạ học dạ dạ em học dạ iPad ha, học điện thoại ha, học computer. em học bằng cái điện thoại. Cái điện thoại nó nhỏ chiếu đúng rồi. Dạ Điện thoại dạ căng học thì căng được chứ còn mà học quay lên rồi đâu có căng ra được đâu. rồi coi coi lại, tại vì chữ đây viết cũng lớn chứ mới nhỏ đâu, tại vì tôi không biết là coi thì nó viết lớn chứ không viết nhỏ, coi mà cái phần mà chỗ cái lúc tới coi mà bao nhiêu phần trăm á. Dạ, em có. Hỏi Hồng Mai chỉnh được chưa? Em làm 100% rồi. Đâu đâu bớt xuống còn năm mươi mấy phần trăm đi thì nên là tử lớn lớn lên. Nếu 100% thì nó hết màn hình sao đọc được trời. Cho Ủa, xuống 50% đi, chữ thấy bên mình lớn. có 45% thôi nhưng mà nghe thấy rõ. Nói Đây xuống học năm bốn. 51 Ở đây phần. tôi chỉnh 54%, thành ra bên kia phải nhỏ hơn thì năm bên ta sẽ mới thấy chữ lớn. Em á là 51% trên iPad đọc rất rõ. Thì năm thì đó thì đây cũng đang năm đây iPad cũng đang 54%, thì bên kia phải chỉnh và từ 54 trở xuống thì mới nên thấy bà bự bằng chữ bên đây. Còn có 38% mà còn coi. Ba mươi tám còn bự hơn nữa. Không, nhỏ xíu à, nhỏ. Số lớn nó mới Ủa rộng lên, nó mở của lên. con có 24% mà, ủa nhỏ mười xíu bốn mở phần rộng trăm lên chị mở của lên chị con đó, năm bốn cái chị trăm mở chữ lớn mở lên. lên là mở ở đâu? Mình cái Cái góc điện dấu thoại kính nó lúc có chữ cộng hai á, phần trăm đó. À, Có dấu cộng đó. Rồi đó, kéo lên cho bận tí là được. Dạ, 33%. bắt vô cái dấu Rồi. cộng được chưa, Dạ được rồi. dấu cộng dấu trừ, còn Mai được chưa? nếu Chưa mà nó chưa nhỏ thì chưa mà được. bấm vào dấu cộng, và nếu mà lớn thì mà bấm vào dấu trừ, tại vì tùy tùy theo cái máy mà nó phần trăm của cái máy không biết. Dạ. Tại có gì đó thì mình hỏi trực tiếp nó dễ hơn, còn về học nguội lại nó cũng khó. Nó có gì cứ hỏi. Dạ nó chỉ có 11% với 100% thôi, rồi chỉnh lên chỉnh xuống không biết ở đâu nữa. Bấm vô cái dấu cộng, Ủa, dấu cộng dấu trừ á, nó hay không á có dấu dấu trừ là xuống cộng, nó không có đó, dấu cộng, nó nó có cái chẳng có dấu dạ, trừ trong nó có này cái dạ cái gì. nữa. Có cái dấu Chị Mai xài điện thoại, chị Mai dùng không? tay, chị Mai bung á. Computer À, computer. computer còn sướng nữa, Computer computer thì gõ vô chị. Computer thì chị gõ gõ gì vô vậy? được.
chị có cái chỗ mà phần trăm đó nó có cái nút kính lúp đây nè. à, giống như kính lúp mà À, trong kính lúp phòng đó giáo rồi trường. gõ cái số vô. Kính lúp đó hả? Gọi kính lúp á, nó có cái cộng cái trừ á, chị muốn bự thì chị gõ bấm bên cộng. Còn không thì vô cái chỗ mũi tên đó, đánh số vô. Chỗ mũi tên nào? Ở đâu? Ở trên hàng Ở trên kế hay bên cái sao? số, kế bên Kế cái bên phần trăm số á, có hả? cái mũi tên thì bấm vào mũi tên. Nếu không dùng kính lúp được thì bấm vô mũi tên mình đánh nhập số vô. À. Ở góc phải bên dưới. Góc phải bên dưới hả? Cái kính lúp dấu cộng có cái mũi tên xuống đó chị. Được chưa? Nói chung là mọi người cứ ấy đi, cứ tiếp tục đi để mình mò không thấy. Thì Gửi tại vì để gửi qua cái Messenger Facebook cho chị Mai ha. rồi rồi, ok em gửi đi Bình Phước. Rồi ta tiếp tục như cái gì? Dạ. Rồi ta học tiếp phần đề này. Vẫn Câu đề vẫn ngược. tạm đế. Đế là đạo đế phải chăng? Rồi vị nào trả lời câu này cũng quen thuộc. Ủa, cái câu này là cái câu gì? Đối lập đủ hết rồi mà. Phi đế là phi đạo đế. Đau khổ đế gấp đỡ ngọn mới vấn xuôi à, còn này vấn ngược mà. À, có đế gốc đạo. Dạ. Khổ đế là đạo đế phải không? Đây câu mở. Đế là Bốn bốn đế. đế. Câu hỏi là đạo đế. Vậy là mình trừ đạo đế ra, Đúng rồi. trừ đạo đế Rồi ai ra trả vậy, em nói thử coi đúng không? Dạ. lời? Rồi. À, ngoại trừ đạo đế ra các đế còn lại là đế nhưng không phải là đạo đế. Còn ủa, ngoại trừ ba đế, Ngoại trừ đạo đế, ngoại trừ ngoại đạo trừ đế lại là đế nhưng không phải là đạo đế. Còn đạo đế các là đạo đế đế. cũng phải mà đạo đế cũng phải. Rồi đây trả lời, ngoại trừ Đạo đế đạo đế thì các pháp còn lại các đế còn lại à, đế là đế nhưng không là đạo đế. Còn đạo đế là đế cũng mà phải, đạo đế. là đạo đế cũng phải, đúng không? Tức là Dạ. bốn đế ở đạo đời, ngoại trừ đạo lấy đạo đế ra thì các ba đế còn lại đó thì nó là đế nhưng mà không là đạo đạo đế. Còn đạo đế thì là đế cũng phải mà đạo đế cũng cũng phải. Chi pháp hay là ba đế còn lại, tức là khổ và Diệt diệt đạo diệt. tập đạo đế, vô tập diệt đạo diệt đấy, Còn công nhận ba và đạo đạo đế. đế. Rồi khổ đế gốc đạo đế ngọn đối lập, ở trên là tùng tùng nha, đấy này đối lập vẫn xuôi khi khổ
là phi khổ đế đấy chăng? Này quen thuộc quá anh, nãy giờ là hai lần, hai 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 lần nữa không, phần Dạ. tập phần phần diệt Việc phần diệt tập phương giờ tới diện. ba phần đạo, nó cũng như hình vậy đó. Rồi ai ai còn ai nữa, ai ai trả lời? Cần phân tích chi Hồng pháp ơi, nữa Hồng, mời Hồng. không? Dạ chưa chị ơi, em nói giờ chưa. Mời Mời Hoa Nguyễn. Nãy giờ đi tìm. Dạ xin trả lời. Ngoại trừ khổ thân khổ tâm gia, các pháp còn lại là phi khổ, nhưng là khổ đế. Còn ngoại trừ khổ và khổ đế gia, các pháp còn lại là phi khổ và phi khổ đế. Ê, phân tích chi pháp nha, lần nữa nha. Dạ. Câu mở. Phi khổ. Bốn đế. Động ngoại đế. Trừ khổ. Là phi khổ, trừ khổ. Tức là bằng là ba đế. Động ngoại đế. Động 81 tâm hiệp thế. 51 sở hữu trừ sở tham, 28 sắc quyền trừ 3 sở thọ, 3. Rồi câu hỏi phi khổ đế là 4 đế ngoại đế khổ Trời. đế còn ba đế cộng ngoại đế. Đây ba đế cộng ngoại đế này trùng nhau nè, phần này là phần phần bát À cũng giống y nãy, trừ cũng giống khổ. hình nhau. Nó vậy thôi chứ không gì hết, cái này là chỉ lặp lại cái mấy câu Gì trên thôi chứ không gì hết, nó cái câu y xì y khè gì luôn. y xì chứ không có gì hết. Tức là bây giờ mình viết lại cho mấy người mà chưa có nắm, thì bây giờ mình coi tới coi lui cho mình quen, mình biết nha. Rồi trả lời. Ngoại trừ Trừ khổ. khổ thân khổ tâm ra, các pháp còn lại Là phi là phi khổ nhưng là khổ đế. nhưng là khổ đế. Rồi ngoại trừ Ngoại trừ khổ đế và khổ tâm, khổ khổ tâm và khổ khổ đế ra, các pháp còn lại phi khổ cũng đúng, phi khổ đế cũng đúng. là phi khổ, phải phi khổ đế phải nha. Rồi chi pháp 81 tâm hiệp thế, Như vậy là làm khổ, lấy khổ làm gốc thì vừa là khổ mà vừa là phi khổ luôn. Dạ, hai ừ cái. Dạ, em hiểu rồi. đấy, 51 sở hữu trừ sở hữu tham, 28 sắc quyền trừ 3 sở hữu thọ, 3 đế còn lại là trừ khổ đế rồi cộng ra ngoại đế. Ngoại đế là 28 29 tâm đạo, Làm chạy luôn mình nghĩ quên 37 27 tâm quả, cộng 2 sắc vi quyền và chế định. À, nó nhớ nha, cái nó một là một bốn thứ đó. 29 tâm 37 tâm quả, hai sắc phi quyền và chế định. Dạ.
Rồi, vẫn ngược. Phi đế là phi đạo đế phải chăng? Câu mở. Đế, bốn đế, ông ngoại đế, trừ bốn đế, còn lại là ngoại đế. Câu hỏi. Phi Mời đạo Hồng đế, Mai nha, mời Hồng Mai trả lời nha. bốn đế. Ông bạn ơi, không làm không không có ấy chỉnh cái ấy được, mặc dù là đã ấy ra 33% rồi. À. Ba đế cộng cho ngoại đế. Cái này câu hỏi lớn hơn. Câu hỏi dư. Câu hỏi dư thì đáp đồng. Hỏi này câu mở nằm trong câu hỏi, tôi đáp đồng hậu vấn, đúng không? Câu hỏi lớn, câu mở hả? Rồi. Tức là nó cũng phần giống nhau chỉ ở phần ngoại đế thôi, còn phần ba đế này thì của câu hỏi là dư, cho nên ta đáp đồng là phải rồi. Chi pháp là ngoại ngoại đế, Dạ, bên này đầu nó biến mất ạ. chính tâm đạo và bảy tâm quả. Ở đây nó muốn quên mất, nó mất giờ làm việc nó Anh viết xong cái nó biến, anh viết xong cái phi biến. quyền à, mà không bị hoài ấy mà. Bữa nay thì đừng đừng nhắc nó, nhắc hồi mà nó bị nữa mất công. Ta kiến, ta kiến. Mà tài kiếm mà nó đây nó nãy giờ mà nó đang xuôi rồi, đừng đừng có các hội nó bị nữa, mất công đi ra đi vô nữa, mệt đó. Nói vui thôi mà. Rồi cái phần cổ đế gốc này còn hết anh. Rồi Hết rồi. khổ mà còn góc Đến đạo ba đến. ba ngọn cái Dạ đạo đi là hết rồi, một một cái góc bây ba giờ cái mới ngọn. mới mới qua tập đế gốc, tức là một cái là góc ba cái kia ngọn, Dạ vậy là chứ hết sao rồi. cái dòng Dạ. mà nó cũng giống như khổ đế vậy. Cái phần vấn xuôi vấn ngược thì chính là lấy cái của phần phần câu đọc á. À, cái này cũng là tập đế phải chăng, cũng vậy y hệt vậy đó. Câu vấn xuôi lúc nào lặp lại là tập đế, vì tập đế là gốc mà, thì mình qua tập đế gốc nó vậy đó, nó cũng lặp lại y hệt như khổ đế vậy đó. Vậy là xong chưa phần này chưa? Dạ. Rồi ta qua phần tập đế gốc nha. Cổ đế ngọn. Phần này phần thuận tuần. Vấn xuôi. Là tập đế. Phải chăng? Phân tích nha. Câu mở. Chính là tập thông thường. Tập đế. Câu hỏi là tập đế. Alo. Rồi câu này câu gì? Alo. Tập đế phải chăng? Câu này là câu hoàng bị. Rồi câu hoàng bị, Câu tức này. là hai câu mở, câu Dư. hỏi trùng nhau tập đế, nhưng mà trên câu mở dư Dư tập đế. dư tập thông thường, À dư tập thông thường. đúng không? Nên là câu này câu quan bị. Rồi ai trả lời câu này cũng quen thuộc Con trả lời rồi. ngoại trừ tập đế ra, các đế các pháp còn lại là tập nhưng không là tập đế.
còn các còn tập đế là tập cũng phải và tập đế cũng phải. Ờ đúng rồi. Thế này mình trừ tập đế ra, tức là mình muốn bán cái tập thông thường gì mà mình muốn có tập thông thường thì mình trừ tập đế ra thì tự nhiên nó gọi tập thông thường ra, đúng không? Các pháp còn lại là tập thông thường đó. Nếu trừ tập đế ra thì các pháp còn lại, mà các pháp còn lại tức là tập thông thường, nó là tập nhưng mà không là tập đế. Vậy từ tập đế rồi thì nó còn tập thông thường thì nó là tập thôi nhưng không phải tập đế. Mà còn tập đế thì là tập cũng phải mà tập đế cũng cũng phải nha. Rồi. Ngoại trừ tập đế ra, các pháp còn lại là tập nhưng không là tập đế. Còn tập đế là tập cũng phải và tập đế cũng phải. Rồi, chi pháp. Câu bác này là tập thông thường. Tập thường là gồm có cái gì? Là 12 bất thiện đi chung với 9 phiền não. 9 phiền não. Chính phiền não. Chính phiền Ôi, não thôi, thôi. rồi 12 bất 12 thiện trừ thiện. sở tham rồi mười Rồi hai bất thiện 17 đi thiện chung, đấy. đi chung với chính phiền não, 9 phiền não. 17 tâm thủ. rồi 17 thiện hiệp thế, Làm làm phẩm cảnh tâm bất thiện. Cánh bất thiện. cho bất thiện. Nhớ nhà chi pháp nha. 38 sở hữu nè. À, không biết, không cần hưởng. À, ở trên là cũng đâu có biết sở hữu đâu. Nói chung là nếu mà viết sở hữu thì 12 tâm bất thiện này á, chứng chính phiền não này á, tức là 12 á, Vào hai mà nếu mà tập thông thường á thì nó là 12 26 là 17 hai 28. tám Nếu mình chưa viết chi pháp nó là 12 bất thiện cộng 26 này trừ sở tham. Rồi còn 17 thì hợp thế cộng 30 38. Là chi pháp tổng thường. Được chưa? dạ rồi. Và Và tập này đế cái gì? À, tập đế. tiêu tham Tám. sở hữu tham cái tham này nó mạnh quá ha, một mình nó là một đế luôn. Đế luôn, tại gốc Gốc lên hồn. hai căn gốc mà Dạ một mình nó mà nó giết vô mình như tham mà chỉ có hai mình thôi. nhưng mà vô minh thì không có tập riêng, Vô minh là trong tất cả vô mình có tất cả chỗ nào cũng có vô mình hết, không làm cũng không gọi như là một mình cái tưởng, một mình cái thọ là một uẩn. à, đúng rồi thọ tưởng là vô. Dạ nó mạnh ghê á, Tối ngày sống bằng tưởng đâu mà không mạnh được. Rồi vẫn ngược Vấn ngược đế đế là là gì, khổ đế phải chăng? là khổ đế phải chăng? Đây câu mở đế Đế là đế câu hỏi khổ thì là đế khổ đế. à, vậy trừ khổ đúng giống mấy cầu nãy khác Không hiểu đi. đâu. Nó chỉ đổi tên thôi. Đổi Y chang luôn. Dạ, mời này. Hoa. Hoa ơi, Hoa trả lời nha. Dạ, xin trả lời. Ngoại trừ khổ đế nha, các đế còn lại.
gọi là khổ, gọi là khổ đế, còn khổ đế là khổ cũng phải, là khổ đế cũng phải. gì Ngoại trừ khổ đế ra, các đế còn lại là đế, là đế là đế, không là nhưng không khổ phải là, đế, nhưng không phải là khổ đế nha. Yeah. còn Rồi khổ đế là đế cũng phải, là khổ đế cũng phải. rồi trả lời, ngoại trừ khổ đế ra, các đế còn lại là đế Nhìn nhưng không không là khổ đế, còn khổ đế là khổ còn đế khổ đế cũng phải, là đế cũng phải, khổ đế cũng phải. đế cũng phải. Thật ra nó dễ nhưng mà nó cũng dễ nhầm á anh, tại nói qua nói lại mình cũng nhầm á. Nói qua nói lại thôi thì mình phải, phải lưu ý, chứ còn nếu mà mình thấy quen 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 cái mình nói nhanh cái này mình nói sai. Thấy không? Cái này mình dễ lầm, dễ dễ lộn thôi chứ không có gì hết. Mà thành ra mình nhìn vô, mà nếu mình quen rồi mình nhìn vô mình đền rồi mình nói từ từ nó ra hết, không có gì hết. Chị Pháp. Anh mỏi tay chưa anh? Cũng cần Anh chưa cần mỏi tay nhưng mà chị Thiện đã rồi mỏi. đó. Chị Thiện đã muốn nghỉ rồi. Em biết học trò. Ba đế còn lại Gợi đây ý. là Diệt tạo đạo. và diệt đế, và đây là khổ đế. Thế. Ba đế còn lại là tập đạo đế, là tập đạo diệt. Con này là khổ đế nha. Đó, cái này mình cứ cứ em bị nhầm rồi đó, em vô là khổ đế liền đó. Nó chỉ phải trừ khổ đế ra thì còn tập đạo diệt. Dạ. Rồi, cái phần này phần đối lập. Tập đế gốc, đế ngọn. Phần đối lập. Vẫn xuôi. Phi tập đế, Phi tập phi tập là phi tập đế, là phi tập đế, phải chăng? Rồi phân vế bây giờ phân tích câu mở. phi tập Phi tập thì còn là là bốn đế, bốn đế cộng ngoại bốn đế ngoại đế, trừ tập, trừ tập thông thường, trừ tập. trừ Rồi tập. câu hỏi giờ mình để thử, để vậy vậy thôi, không không ngấy phi tập đế. Chứ không phải trừ tập thông thường chứ anh. Bốn đế cộng ngoại đế, trừ tập sao mà tôi đâu biết gì đâu. Trừ tập đế. Tại vì anh ghi theo cái câu vấn xuôi đó là phi tập thì trừ tập trước. Rồi Còn đây nữa phi tập đế là trừ tập là đế. ba đế ngoại đế. Rồi rồi cái nào lớn, cái nào Câu hỏi lớn. đâu, câu mở lớn chứ. À, câu mở lớn. Câu mở tới bốn đế, còn câu hỏi có ba đế. Đúng rồi, đúng Câu rồi. nào lớn? Câu mở. Phải Câu rồi. mở nhỉ? Câu mở Tại nằm vì trong câu hỏi, câu mở đấy. nằm trong câu hỏi. Có Phải câu hỏi mở lớn. nhỏ hơn, có mở trừ tới tập. Còn À, chữ câu lớn hỏi chỉ thôi. có trừ tập đế thôi, trừ ít À, hơn thì đúng nó phải lớn rồi. hơn Tập chứ. gồm, tập nó gồm có tập thông thường và tập đế, cho nên Dạ. là trừ tập Câu đế mở nó mà. nhỏ. À, tức là ba đế cộng ngoại đế trừ cho tập thông thường. À, ở trên là ba đế cộng ngoại đế trừ tập phân thường, câu Dạ. mở đó. À, còn không ở ở dưới này là ba đế cộng ngoại đế, dưới này lớn hơn, câu hỏi lớn hơn Rồi. hơn câu mở. Thế là câu mở trở thành gì nè, câu mở này là phi tập nè, trở thành là ba đế cộng ngoại đế, Trừ tập thông thường. trừ tập Trừ thông tập thường. thông thường và tập đế. Không, ba đế rồi, trừ đế là Có tới chưa tập rồi, ba đế đâu, đế là trừ đế à thôi. trừ tập thông thường. Dạ, trừ tập À, thông thành thường. ra ở trên á, ở trên nó là cũng ba đế cộng ở dưới này ba đế cộng ba đế, trên kia là ba đế cộng ba đế, phải bớt tập thông thường cho nó ở trên nó nhỏ hơn dưới, Dạ câu đúng mở rồi, nhỏ hơn câu dưới, đúng chưa? đúng rồi, Rồi tại vì trong em tập thì nó có vừa tập thông thường và vừa tập đế à, luôn. đúng rồi, tập tức là tại là còn phải tập thông thường và tập đế, để trừ là phải trừ luôn cả hai ông, khi tập mà bỏ luôn hai ông, bỏ bỏ tập thông thường và bỏ tập đế luôn.
Như vậy là năm ở cái chỗ năm mà ba đế ba đế cộng anh ngoại phải trừ cái tập đế đi, rồi à, cộng trừ ngoại tập đế trừ trừ tập thông thường. à, được đó, đó. Thì ra mà trên kia phải ba đế cộng ngoại đế là bớt tập thông thường, ở dưới này là ba đế cộng ngoại đế, cho nên câu hỏi nó lớn hơn câu câu mở, tức là câu mở nằm trong câu hỏi, cho nên đây là câu phải. Thấy Phải rồi. rồi, đáp đồng nha. Pháp ba đế cộng ngoại đế trừ tập thông thường, đế này là trừ tập đế nha, quên thiếu này là không biết ba đế gì. Hai gì hồi nãy anh viết ba đế cộng Đó ngoại đúng đế rồi, thì thập trừ thông tập đế ở thường, anh trên cài mình anh chỉ ghi là trừ tập thôi, đấy. anh Nên cho để ta tập ghi cho, thông thường. để người ta hỏi còn mình ghi trừ tập thường thôi, nên thấy rõ rồi gì nữa. Tại phi tập cho nên trừ tập thôi, còn Để kia trừ là tập thôi. à. Nhưng ghi rõ sẵn rồi, thấy liền ở đâu có gì em thấy. Con này về mình giấu xíu coi có thấy không. Câu vấn ngược. Rồi. Không vấn ngược. Đế Phi đế là phi khổ đế. là phi khổ đế, phải chăng? Rồi câu mở Phi đế. đế tức là bốn đế, Bốn đế cộng ngoại ngoại đế đế trừ bốn đế trừ trừ bốn bốn đế đế thì còn có à, ngoại còn đế. đế còn lại là phi khổ đế. Phi khổ đế thì Bốn còn ba đế đế, trừ ba đế ngoại cộng đế, thế cộng ngoại đế đế. trừ khổ đế bằng ba đế ngoại đế. Đây Như cái này lớn hơn rồi cô họ cô phải phải rồi câu đâu hỏi có nhỏ, câu hỏi ông câu câu mở hỏi nhỏ mà câu mở chỉ câu có hỏi ngoại nhỏ, đế, cái kia có hỏi ba nhỏ đế cũng ngoại câu hỏi đế, lớn, câu hỏi lớn, câu hỏi hỏi lớn lớn hơn. Dạ cũng phải cho nên rồi đáp đó, đọc, rồi đáp đọc thấy phải rồi. rồi, phải rồi luôn, tại vì cái kia có ba đế cho nên mình bỏ cái ba đế ra làm đáp đồng, phải rồi. Câu Ủa sao mở cái này nằm trong hả chưa phải rồi hết đó, vậy? phải ủa, ai biết tại tại mà tại Em đi theo chi pháp cái khó mà. tại chi pháp mà đâu có biết tại sao tại chi pháp sao nên vậy có gì đâu. Tại Vậy vì rồi từ từng câu á là hậu vấn thì một câu kia phải là hoàng bị, nãy giờ cả được, hai câu đều hậu vấn hết. hồi nãy là khổ đế bây giờ là tập đế, cái khổ đế tập đế hai nó ngược nhau, cái khổ nằm trong khổ đế, còn cái tập á, cái từ còn ở đây á, là tập đế nằm trong tập, hai khác nhau à. Đấy rồi đây chính là ngoại, chi pháp là ngoại đế, 29 tâm đạo, 37 tâm quả, Hai sắc phi quyền và hai chế định. phi quyền à, chế định rồi. Thôi nghỉ đi anh. Dạ. Anh mình nghĩ chị Diệu Thiện sợ anh Minh ra mỏi tay. Mọi Dạ. rồi nghỉ vậy, vậy coi lại nha, mấy cái này thì mà ráng coi sách trước đi, tại vì mấy cái này nó cũng cũng tương đối, mà vậy coi nó giống 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 nhau thì mình coi trước mình sẽ thấy nó giống giống, nhưng mình dễ học học nhanh được, không có gì đâu, cái phần này vậy xoay qua xoay lại giống 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 nhau hết rồi nha. Như vậy cố gắng người ta coi, người ta coi tới cái lui, người ta sẽ thấy, sẽ hiểu cho nó giống giống nhau hết, không có gì đâu, ráng mà coi. Tại cái phần này thì tương đối dễ học, dễ qua cái phần chuyển biến, cái phần đó thì nó nhiều vấn đề lắm, nó từng ly từng tí, người ta học này, nếu học nhà, nếu mà người ta học bắt được anh được học nhanh thì qua kia phần kia nó người ta học, cái phần kia ta học rất chậm chứ Dạ không học, con. không học nhanh được cái phần chuyển biến á, nó có nhiều thứ lắm, cũng là nó phân tích ra nhiều thứ, thành ra học học rất chậm, khi nào mà quen quen rồi bắt đầu mới đi nhanh nhanh được, nhưng mà thấy quen quen cái qua cái khác rồi cũng mới đi chậm trở lại.
Thì phần xanh bắt đầu quen phần nhật, phần hiện tại quen, xong qua phần quá khứ cơ quan chất luôn, nó giống như phần xứ vậy đó, nó hơi quen quen rồi em biết rồi, xong rồi nó sẽ qua phần khác thì mình ra nó cũng khó. Phần này thì tương đối là tại vì nó chi ly từng tí, nhích chút xíu cũng không được. Rồi đến xong này thì học học phải chi ly lắm. Thật ra chúng ta cố gắng, chúng ta coi phần nào mình học mình có thể học học đi nhanh được mình đi, còn phần nào mà không đi nhanh được mình phải đi chậm lại. Thật ra lúc đó chúng ta phải nắm cho rõ để chúng ta mới có thể mà nó hiểu rõ mới được nha. Dạ. Dạ, Ở em trong cảm sách ơn. thì cái ở trong sách thì phần cõi thì siêu chi chỉ giới thiệu có một cái phần hiện tại thôi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng dạy phần cõi lại để cho đầy đủ cho quý vị nha. Khi nào quý vị nắm được rồi thì thôi, trong sách đó phần cõi thì không có, chỉ có phần đầu thôi, nhưng mà nếu mà ấy thì tôi sẽ giới thiệu lại phần cõi cho quý vị nắm cho nó còn thì nó cũng tương đối nó dễ. Thì nhà thành ra chúng ta chỉ nắm suy lời ấy lại thì từ từ chúng ta nắm được hết, không có gì đâu. Dạ. Rồi nha, thôi chúng ta nghỉ ha. Rồi.